Đây máy bị lỗi khi cài VBS Liti sử dụng thì bị giật lag quá trời. Các bạn để ý nhá. Nghe nhá. Đây giật lag. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa hướng dẫn cách chỉnh sửa nhá. Đây mình bỏ auto ấy đi nhá. Đấy. Đây kích vào cái dấu này. Đây cái dấu này. Đấy. Kích vào dấu đấy. Nó ra cái bảng này. Đây thì các bạn sẽ chỉnh sửa nhá. Đây các bạn sẽ cho cái này về mức 720 này. Bắt đầu xuống chip này, software này. Đấy, các bạn chọn các này, các đây có DX này, xong mình chọn xuống software này nhá. Vì cái chip trên này khá là lặng. Đấy, nên mình chọn xuống dưới này. Ok nhá. Đấy, các bạn nên để ý kỹ cái này. Làm tí quay đến 10 phút. Đằng nào cũng up lên cho YouTube làm cái kiếm chuyện. Tính năng này là lưu lại màn hình. Cái này mình cũng không biết. Mình đang chạy Hồng Kông. Cái này đốt score. Tiện mình ấn F11 là to màn hình này. Đấy, to hết cỡ màn hình, không khác gì một cái máy bình thường. Đấy, các bạn ấn lại thì nó lại trở lại như cũ nhé. Quay chít sai. Tiếp tục. Đây là hai máy ảo đấy. Máy ảo chạy bằng web. Đây là máy ảo chạy bằng web. Mình làm hai cái. Đây, nếu mà mình tắt đi. Tắt cái máy ảo ngoài đây. Mà đâu ta. Đây. Tắt cái máy ảo đi. Giờ ngoài đây là một cái máy ảo chính. Đây. Nếu các bạn mà thấy mờ quá thì chơi tem view đi. Cài tem view ra nhé. Để mình truyền sang thì màn hình nó nét hơn. Ok. Bật cái máy ảo lên tắt mất. Cái máy ảo dùng miễn phí 30 ngày này, các bạn mà 2 phút mà các bạn không sờ vào nó tự ao vào. Ao ra thì không, mình lại phải lập cái khác thì cái lập rất dễ. Cái máy ảo nhưng mình tập cho các bạn xem ảo 30 ngày miễn phí. Mình bật luôn cái này đi. Đang làm đang xem chia sẻ. Điện thì quay nên làm tí. Và bắt đầu chạy. Đấy, đơn giản là các bạn thích thì cái này vào trang YouTube của mình có này. YouTube nhé. Chắc tí mình lấy cái link rưỡi, quên mất chưa ép cái link. Tiện thì lấy link luôn. Mà nào muốn chơi mà. Tiện quay chơi chơi, nói chuyện cho vui. Mình làm sửa qua điện thoại đây. Các bạn xem hết clip. Rồi chia sẻ. Bất chấp chia sẻ.
Cái vấn đề kia các bạn không được thì các bạn nhớ phải dùng theo view, vì dùng theo view đúng thầy và tiện cho các thứ, theo view cũng ngon phết. Đây máy ảo một tháng mất tiền. Tắt đi. Không có link ở cho các bạn. Người bảo là không có link nào phải hết này. Đây là cái link để tạo máy ảo 30 ngày. Tiếc gì mình hôm nay lên mạng search được, chia sẻ anh em. Ấy ấy, cái này quên cái là ra đi luôn, không có cái gì là đang định live stream luôn. Thôi xả chim rồi. Cái phương pháp làm việc là hình thành nên một cái cá nhân của ta.